Hello, Ừ. chào con, chào tất cả Dạ, mọi chào bố người ở cậu. diễn đàn. Có gì bố cũng mới dạy dạy. Ok thì cái hành động nó cái hành động mà để trả lời cho những cái con hiểu là cái bà Billie Hồ này khi bà nói chuyện cái chuyện vậy thì ở trong đó mình cũng không bắt lỗi họ được, là bởi vì sao? Trong đó nó có người Mỹ và người Việt. Và cái điểm thứ nhất là hiện giờ là mình đang sống tại nước Mỹ và cái cộng đồng người Việt mình đang trong lòng nước Mỹ. Bả vừa nói tiếng Việt, bả vừa nói tiếng Việt là cho người Việt nghe, và bả người nói tiếng Mỹ cho người Mỹ nghe, bởi vì cộng đồng cái nơi bả đứng vẫn có người Mỹ. Người Mỹ họ cũng có một là số cư dân ở thành phố Westminster cũng có người Mỹ. Thành ra cái điều đó bả nói như vậy cũng không có gì gọi lãi, cũng không có gì gọi là thắc mắc. Còn cái chuyện mà lộn xộn vấn đất vấn đai này thì chuyện nó xảy ra lâu rồi, mấy năm rồi, nhưng mà cái điều nó buồn cười giống như chị Quang Lâm nói, nghĩa là nó phân tích ra. Ở đây thì ngày hôm qua bố lên nhà của anh Duyên, bố cũng nói rõ là cái vấn đề cái sự mà tự do dân chủ của Mỹ á, nó nằm ở trong một cái mức định là trong cái khuôn khổ. Anh không thể nào anh lọt ra ngoài khuôn khổ được, từ cái chuyện nhỏ nhặt nhất nhà như là nhà mình, cây cối vườn tược rau quả ở cái nơi mình ở, ngay cái cửa nhà mình mà vẫn bị phạt đi thường, là bởi vì Mỹ nó có chính sách theo kiểu nó là nó lấy tiền ở đè người, luật của nó là luật tiền. Anh lấy tiền anh đè là mình chết, có nên vì chỗ đó ra cái người Việt Nam mình qua đây ở Việt Nam thì đéo sợ chính phủ, không có sợ cảnh sát không vậy, nhưng mà qua đây sợ thấy mẹ, bởi vì nó lấy tiền ở đè mà ở gì đúng lấy tiền nó phạt. Đặc biệt là thí dụ như là mình làm một đêm một ngày vậy, làm công nhân cao lắm chừng 5 đồng đi, nhưng mà lỡ mà đi xe mà chạy quá tốc độ thí dụ vậy thì nó sẽ phạt là 150 đồng hoặc là 175 đồng thì chết mẹ rồi. Rồi mà lại coi như 2 ngày lương làm chùa mà không có đồng bạc nào, vì cái chỗ mình sợ bị phạt tiền cho nên mình không dám làm nữa. Ở đây thì mình nói ngày hôm qua rồi, mình muốn nói là ở đây mình không có thể cãi đối với cảnh sát được. Đối với cảnh sát gọi là gì? Mình không có được quyền cãi. Mình nói một cách khác là mình bị một cách giống như kiểu như là nô lệ thời chiến, có nghĩa là thí dụ là trường hợp mà mình đang đi xe mà mình bị lỗi gì đó không cần biết, hoặc là nó kiểm tra hành chánh nó nghi ngờ mà chở ma túy hay bất cứ cái gì đó không cần biết, thì nó chặn xe mình lại, nó quay cái đèn nó chỉa mình là nó bắt mình ngừng xe lại. Là cái điều đầu tiên là mình phải signal, và phía bên lề trái trong freeway nó có một cái đường để dành riêng cho những người mà bị accident, bị tai nạn hoặc là bị gì thì tấp vô lề đó, hoặc là xe hư xe hỏng bất cứ thì mình tấp vô đó, xong mình bật cái đồ em bật cái đèn emergency lên và lay cái tay lúc nào cũng để lên cái vô lăng. Thì cái thằng cảnh sát nó đứng ở phía sau mình, nó chạy phía sau tấp vô lề thì nó cũng tấp vô lề, mà nó ở phía sau mình thì nó chạy tới, nó đi tới, nhưng mà trước khi đi tới là cái súng của nó đã mở sẵn rồi, cái bao da súng của nó mở sẵn rồi. Một tay nó cầm cái bá súng và một tay nó gõ cửa cộc cộc cộc, rồi nó kêu nó yêu cầu mình đưa cái driver license, thì bắt đầu mình thấy kêu gì làm đó, mình bỏ 2 tay lên, chứ còn mày mà rầm mú mà mò mò bậy bạ là đủ nó bóp cò chết, tại vì nó sẽ bắn á, cho nên vì chỗ đó nó ra nó kêu gì làm đó, bỏ tay xuống nó kêu ok cho lấy cái driver license, nó kêu ok thì lúc đó mình mới bóp bóp ra mình đưa cho cái driver license cho nó kêu mình đi ra, nó kêu mình get out và ra khỏi xe, thì mình đi ra khỏi xe nó mở cửa, mày kêu mày mở cửa unlock unlock the door, cái là mày mở khóa của cái cửa, mình mở cửa khóa cửa, nó kéo cái cánh cửa ra, nó kêu mày em get out rồi ok mày đi ra ngoài, quay mặt vô xe quỳ gối xuống đưa 2 tay sau lưng kêu cái gì làm đúng đó, mình không được quyền cãi cũng không được quyền trả lời, nó kêu mà nằm xuống để nó lục soát hoặc là mới đi ra phía sau dỡ cốp dỡ kiết để nó khám xe đại khái lên chung, nó bảo cái gì làm cái đó, mình không có được quyền cãi, không cãi một tiếng, nó hỏi thì trả lời, không hỏi là không trả lời, chứ không luyên thuyên, không có liên thuyên. Nó khác xa một trời một vực ở Việt Nam. Việt Nam mình chưa đụng tới nó la làng rồi, nó la nó múa tay múa chân tùm lum la, thậm chí còn quýnh cảnh sát rồi. Mỹ là chuyện đó không có gì có đâu, cái chuyện đó là mà mình làm mà kiểu đó, tất cả những chuyện gì mày cầm bất cứ một con vật trên tay nó nghi ngờ hung khí là nó bóp cò là mày xong mày đi đời, nói như vậy thì mày hiểu. Ở trong này có Việt Rai là có những người sống ở Mỹ nè, nó phải thì nó một cách nôm na nó buồn cười ở cái chỗ là cái người dân Việt mình đang sống ở trong đất nước mình tự do, một cách nói một cách khác là tự do dân chủ một cách rất là tuyệt vời, nó hơn hẳn và nó sẽ hơn rất là nhiều
ở nước Mỹ này, bởi vì ở nước Mỹ này tao nói lại một lần nữa là họ lấy tiền để mà đè người, từ thuế má, từ tất cả tất đụng là nó phạt, đụng là nó phạt. Ví dụ như mình có một cái nhà nhà gỗ có dặn, mà ví dụ như mà mệt mỏi quá mà 2-3 tuần mà coi như mình không cắt cỏ, cỏ mà nó lên cao quá, nó cỏ mà lên cao quá thì thường thường biết rồi, ở trên ở bên nước Mỹ này đời sống công nghiệp mà, thành ra chồng làm vợ làm, nhiều khi ban ngày không có ai ở nhà cả, chỉ có cái nhà thôi, khóa cửa đi, con đi học, chồng thì đi làm đêm về, mà rồi nó bên Town Hall là một cái một giống như một cái địa hạt, giống như kiểu như là một cái văn phòng của một cái quận, nó sai người xuống rồi nó cắt cỏ cho mình. À, thầy nó cắt cỏ cho mình tưởng bở ngon quá, về thấy nhà cửa sạch, cỏ kiết rồi cắt đẹp quá, không có đâu, nó đưa cái bill, nó bắt trả tiền rồi 350-400 đô không trả không được, bởi vì để mà đụng tới chính phủ, mà đụng tới chính phủ là chính phủ nó cắt, mà nó bắt đòi Việt Nam luôn, đụng mà là teo bùri teo giấy luôn, đụng mà phải trả trả xong lần sau là tận tới già đụng là phải từ lâu đó nó lấy tiền nó đẹp, nó có nhiều chuyện buồn cười lắm. Ví dụ như cái nhà của mình nó có cái cây mình trồng trong nhà, hoặc là cây cổ thụ trong nhà ha. Nhưng mà mình muốn cắt cái cây đi cũng không được quyền cắt, bị cắt hay là nó phạt chết mẹ luôn đó, khổ vậy đó. Nói chung là không có thứ gì. Có kèo đâu bố à, Diệt Kiều Đức Jason Nguyễn à, Trời. Jason Nguyễn nói thế này, người con thấy nó cũng hơi ngộ ngộ. Xuất khẩu sang Mỹ hàng trăm tỷ đô đấy chú, Mỹ hỗ trợ Việt Nam biết bao nhiêu thứ, kiều bào Việt Nam Cộng Hòa gửi hàng chục tỷ đô về quốc nội, kiều bào tàu cộng có gửi được đồng bạc nào không chú? Khoan rồi tôi nói cho mày Dạ nghe. mình dạ để con hỏi Diệt Kiều Đức câu cái này cái à, bây giờ hỏi Diệt Kiều Đức nè à, Việt Nam là chỉ xuất hàng cho mình cho Mỹ thôi hay sao, rồi Việt Nam có nhập khẩu của Mỹ hay không à, À, thì đó là cái gì, sự trao đôi đổi bên quá cùng có lợi tao hiểu đúng rồi, chưa nhưng mà tôi nói cho mày nghe nè, nha. người Việt Nam Còn ở nước kiều bào á gửi là bởi thân nhân họ, chứ họ gửi đâu có gửi cho chính phủ đâu, mẹ bà nó gửi cho cha mẹ con cái anh chị nó, chứ nó gửi chính phủ nào đâu, phải chi nó rồi chưa mà kể đâu nó. bố, ở ở Mỹ đó bao nhiêu người Việt, ở Trung Quốc bao nhiêu người Việt, rồi trình Việt Kiều Đức chán thiệt Ở đây là mình, tao đang sống ở nước Mỹ nè, tao không có nói xấu nước Mỹ, nhưng mà tao chỉ nói trời. tao chửi nước Mỹ thôi, bởi vì nó tàn nhẫn quá rồi, đã vậy thôi khai thế khai độ mệt lắm, nhức đầu. Tất nhiên là ở đây nó kiểm tra một con người, nó gọi là cái credit record, có nghĩa là giống như cái bản hành kiểm gì đó. Khi mà anh ăn ở đàng hoàng, tất cả bill bổng anh thanh toán đầy đủ, thì cái giống một kiểu như cái chỉ số điểm của anh tăng cao. Thí dụ như anh trả bill, anh không nợ ngân hàng, anh mượn nợ, anh trả đúng hạn để trả, thì cái credit hay là cái số điểm hành kiểm nó cao lên. Thí dụ vậy. À, khi mà nó có một cái được cái lợi, khi mà anh cao điểm thì anh đi mua, ví dụ như anh mua nhà, anh mua cửa, thì cái mua xe mua đồ, thì cái tiền lời nó lại nó thấp lại, thí dụ là vậy. À, nhưng mà khó ai giữ được cái điều đó trên trời. Thường thường á, thì ở Mỹ này nó kiểm tra con người rất là chặt chẽ. Nói một cách khác rằng nữa là tất cả những cái thông tin, những cái đời tư, những cái cá nhân, những tài sản cá nhân, con người, vợ con, thậm chí cái nhà Mỹ, nhà mày trị giá bao nhiêu tiền, cái xe mày đi bao nhiêu tiền, các cái nó chỉ cần bullet nó chậm mày lại, nó lấy driver license mày, nó chỉ quẹt lên cái lên lên cái xe, nó quẹt lên cái máy tính của cái xe của nó, là tất cả thông tin của mày đều lòi ra hết, tất cả mày tiền án tiền sự, ăn cắp ăn trộm, nói chung là tất tần tật cuộc đời của mày nó nằm ra dài cái gì vậy. Thành ra vì cái đó là không bơ, nói như vậy để mày rõ hiểu rằng nó kiểm tra con người rất là chặt chẽ, nó là thứ nhất. Thứ hai nữa, thí dụ trường hợp mà mới hôm nào mà mày lái xe, mà mày say rượu mày lái xe mà vô tình bữa đó mà xui, cảnh sát nó tới nó kêu mày thử nồng độ rồi mà thấy được lên cái chỉ số mà nó quá có mức là hấp mày, thứ nhất mà ra tòa tòa xong rồi về nó cấm mày lái xe, hoặc là nó cho mày tạm giam, mà tạm giam coi như không 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 có tạm giam, nhưng mà nó cho mày không được ra lái xe, đi ra quá những nơi mày cư ngụ và bao nhiêu mai, ví dụ 3 mai 5 mai đã, nó cầm với cái chân mày một cái chỉ số, một cái khóa điện tử, là mày đi ra khỏi cái chỗ đó là đủ, nó biết liền, nó tới nó bắt liền, đồ khổ vậy. Nói chung là
Tại vì những cái chuyện đó thì không ai nói cả, nó chỉ nói trong vấn đề là đi xe hơi, gỡ nhà lầu này kia đó, rồi được để nghĩa thêm chỗ đó. Chứ thực chất là cái bề to bề trái của cái nước xã hội Mỹ này nó khắc nghiệt kia lắm, nó khắc nghiệt kinh khủng. Từ cái chuyện mà xã hội, từ cái chuyện mà ăn uống, từ cái chuyện lịch sự đám đông, rồi từ cái chuyện vào văn phòng, từ cái chuyện bệnh viện, rồi từ cái chuyện là nó nghiêm khắc kinh khủng và cái luật của nó rất là gắt gao. Đó làm cho con người ta nhiều khi ngọt thở cái gì. Con xin phép bố chút, từ cái anh Việt, anh chàng Việt Kiều Đức này nói chuyện vui quá, con giao lưu tí gửi cho thân nhân họ tiêu xài vào nền kinh tế, từ đó phát triển cho Mỹ, lưu thông hàng hóa. Cái này ai học đại học mới hiểu, ai không học đại học sao hiểu được ta. Nghe nè ta ơi nha, thì ta ơi á, kêu mấy anh bắt que đó đừng có gửi về nữa. Tự mấy anh bắt que cũng chủ trương là đừng có gửi về làm giàu cho cộng sản mà, đúng không? Thay vì gửi về đó thì để dành tiền đó thì bảo lãnh người thân qua bên đó ở đi, đúng chưa? Rồi rõ ràng không? Để ta trả lời năng. Còn mà nếu mà mấy ba que nó không gửi về đó, nó không gửi về thì người thân nó chết đói, người thân nó không có tiền để sẵn sẻ thôi. Trời ơi khóc cái gì, cái này nè, ai học là ai học trình độ đại học mới hiểu nghe ta, đúng không? Nè, trả lời cho nó một câu cho nó gọn đi. Rồi, mày không gửi tiền về cho mẹ mày ha, thì mày sẽ nhận được một công nè. Ê đủ mẹ mày tháng người ta đói mày chết, mẹ mày không gửi tiền tao tao đào bà, tao đào bà mẹ rồi lên đó, vậy đó, vậy cho nó hiểu, vậy cho nó hiểu rồi. Cái này đơn giản, cái này là khỏi cần đại học cũng hiểu đúng không bố? Cái này khỏi cần đại học, học đại học cũng hiểu luôn đúng không? Rồi vậy chỉ cần đu càng là hiểu thôi đúng không? Chỉ cần trình đu càng là đủ hiểu rồi đúng chưa? Đúng không? Nó gửi cho gia đình nó gửi cho ai đâu mà nó than rồi nó khóc mệt quá thì đó, tụi mẹ nó không gửi là bà già nó bên kia rồi đéo có tiền xài là bắt đầu chửi rồi mẹ mày tao hết tiền rồi nha mày vậy đó. Thôi giờ tao nói mày nghe khoan, bây giờ ở Việt Nam mình nó có những cái chuyện mà nó thoáng mà nó nổi mà mình không thể ngờ được. Thí dụ như cái nhà của con, nhà của bố đang bị hư hao trong nhà cần xin sửa chữa, ok lên cao thì mình xin cái giấy sửa chữa, nó gọi mình cái license đi sửa chữa, rồi nó ok nó cấp cho mày cái sửa chữa. Ở trong cái đó nó có dặn dò cho mày là trước khi mày sửa chữa 3 ngày mày sẽ có một cái cây mày viết vài chữ xin lỗi hàng xóm, tôi sửa chữa nhà nên làm ồn trong khoảng thời gian 3 ngày, em sorry đại khái cấm đó trước 3 ngày mới được quyền sửa chữa. Ai đủ mà Việt Nam mình đủ mà đâu có chuyện đó, đủ mấy nhà tao cũng muốn sửa giờ tôi sửa đủ không? Đủ lại bị làm đủ không có bị không được, mày phải con mày phải làm đúng thủ tục vậy không mà nó xuống nó phạt nữa đủ mà. Cái gì đúng phạt cái chứ, thành ra vì cái chỗ người dân của mình á đủ mà nhát gì cái làm thì làm cái đủ mà nghe nó phạt là sợ đủ mà, tại vì làm bao nhiêu tiền đóng tiền mẹ tụi tao đặt tên là tiền ngu quá, đủ mà, tiền ngu đã qua xí sở người mà không biết luật pháp người rồi xong cái hay xâm phạm rồi hay làm bậy bạ cái rồi bị phạt dài đi xe cũng phạt, cắt cây cắt cỏ cũng phạt, đốn cây hạ cây cũng phạt, sửa nhà cũng phạt, nó thậm chí tất tần tật đều phạt cả. Bởi vì nó bị lòi ra những cái chuyện ví dụ như là bảo hiểm cũng vậy, rồi bảo hiểm y tế các cái vậy. Nói chung là bảo hiểm y tế tôi nói là ở đây có một cái này vui nè, ví dụ đặc biệt hồi mày có bảo hiểm nha, mày hẹn người ta mày làm một cái hẹn nhổ răng hoặc là mày làm cái hẹn gì mà khám bệnh thí dụ ngày 25 cây, nhưng mà đột xuất ngày 25 tới thì mày bận mày không báo nó kịp, mày đi mày lỡ hẹn đi, coi như là mày không báo nó kịp thì mày quên luôn đi, có qua ngày 26 mày tới đâu có đâu, nó đâu có nhận nó đâu, nó không có làm cho mày đâu, nó không có sống cho mày đâu. Thứ nhất, thứ hai nữa là mày sẽ nhận một cái giấy báo $50 tiền trễ hẹn. Có cái vụ là có là mày trễ hẹn, trời ơi trễ hẹn cũng phạt nữa. Vụ gì sao? Có vụ gì việc lại là việc Kiều Đức, trời ơi sao việc Kiều Đức quá nữa đó là việc Kiều Đức nghe nè. Cái này mở lên luôn đi, mệt quá, nói chuyện gì nó không dám lên, cứ lên đi. Chú Cầm á là ông mua vé máy bay ông đi đàng hoàng nha, chứ ông không có đu càng, rõ ràng chưa? Còn nếu mà ông có nhột á là không phải là nhột, mà ông ấy nấy cho những người lính Việt Nam một quà mà ông có từng tham gia, chứ làm gì phải nhột, ông đâu có đu càng đâu, ông đi ông mua vé ông đi đàng hoàng mà. À nói được rồi, đúng không nha? Qua đây thì mới biết những cái chuyện mà nó có những cái khác biệt. BBC báo bồn cầu báo bồn cầu đừng cãi không báo bồn cầu mấy ba que nó tin ghê lắm. Trời xin Nguyễn không sao thì mình cũng hiểu mà,
Phần bao que thì tin báo bồn cầu thì cái đó mình chấp nhận, mình không có nói nha. Thì thoải mái, bao que cứ tin báo bồn cầu là cái quyền của họ, cái đó không ai chấp hết á. Bạn cứ thoải mái tin theo báo bồn cầu đi, bởi vì những thành phần mà tin báo bồn cầu bây giờ đu cạn nó lưu vong hết rồi, khổ vậy á, cái nghịch lý chỗ đó đó, đúng không? Đã có rồi Đó, từ xưa à, toàn lưu vong xứ người không à, khổ vậy á. thì từ xưa tới giờ hầu như tất cả những cái đá mà là chống phá Việt Nam mình, nó chẳng bao giờ nói cái mặt, nó không bao giờ nó nói cái mặt trái của nước Mỹ cả. Nó không nói, nó không đi sâu vào, nó không nói những cái chuyện mà như bình dân phục vụ, nghĩa là bình thường trong xã hội, bình thường sinh hoạt hàng ngày, nó không có nói như vậy. Cái điều đó mà nó chỉ nói những cái kiểu mà nó chiếu cảnh xe hơi kia. Bây giờ ta mới nói cái vấn đề xe cộ với nhà cửa ở nước Mỹ này Được đó. ở nhà lầu đi chơi. Tao nói buồn cười đó, mày không đi không được, ở đây là thuộc cái dạng kêu bị đi, đúng mấy chứ không phải là được đi nghe. Nhớ kỹ đồ đó, tao nói cho mày nghe, ở cái xứ Mỹ này nè nó rất là rộng lớn, từ nhà mày mà đến nơi làm có đồ, có nhiều người chạy khoảng 50-70 cây số thì không thể nào mà đi xe đạp được cái chứ, mà cũng không thể nào mà đi xe cái được, bởi vì cái đường freeway nó không cho xe 2 bánh chạy, nó chỉ cho xe 4 bánh chạy. Điểm thứ nhất, cái điểm thứ hai nữa là thời tiết khắc nghiệt, giống như ở tiểu bang của bố. Thì tao hỏi mày cỡ mà âm mấy chục độ mà làm gì mà dám lái xe mô tô mà đi, mà làm gì mà đạp xe đạp mà đi, bắt buộc phải có xe hơi. Là bởi vì đây tao muốn nói là mày bị đi chứ không phải là được đi, không có Không lựa xu, chọn, không được, không tức thể là là không có không lựa thể lựa chọn. chọn được, bởi vì cái chỗ từ cái chỗ nơi làm đến cái nhà mình quá xa. Ở bên này thì tính bằng mai, mai một mai thì vậy là một cây số 6, tức nghĩa là 10 mai, tức nghĩa là mình phải nghĩ là 16 cây số. Có nhiều cái hãng, ví dụ như hãng tôi làm ngày xưa 20-30 mai, 20-30 mai tính ra 50-70 cây số mà đi xe đạp mà đi nổi không. Ở đây là rõ ràng là ở nước Mỹ là đất rất là rộng, người thì thưa, vì cái chỗ từ nhà cho đến hãng làm rất là xa, không thể nào đi xe 2 bánh được. Và mà nhiều thời tiết khắc nghiệt mùa đông như vậy thì làm sao mà mình đi xe đạp được, hoặc mình đi xe máy được, đi chết à. Thành ra vì đó bắt buộc cái người ở nước Mỹ này bắt buộc người giàu, người nghèo hay là người hèn thì cũng có một cái xe để làm chân đi, Đúng rồi. chứ không phải là ta muốn đi đâu. Người ta không, vì ta muốn đi, có nhiều người suốt đời bên này người ta đi du bờ hoặc là ta đi xe buýt, người ta không mua xe bởi vì đó là cái nợ. Nhưng mà mình không thể nào mình chọn lựa được, bắt buộc phải vậy thôi đó. Thế như vậy cho mày hiểu. Còn nhà nhà bên này thì nhà thuộc nó một cách khác, là nếu mà so sánh với nhà ở Việt Nam thì nhà Mỹ này là không có cửa. Ở đây tao muốn nói sự kiên cố ở xíu của tao ở nè, nhà toàn là bằng cây không à. Đặt trường hợp một cái xe tải nha, nó đụng mày hoặc là nó bị mất tay lái đi không, nó chung vô cái nhà mày là nó chung từ trước ra sau vườn luôn. Thù mà tại nó Không bằng dướng gì cây, đúng không? nó không dướng gì hết, nó bằng cây mà. Chào Coi như Hoàng vậy, Yến. coi như vậy chứ rất là Chào Y rất Công Y ư Ba. rất ư là ốm 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 yếu bằng cây không, mà nó dựng bằng cây không, mà để bằng cây thì nó có một cái điều này, nó có một cái nhược điểm là rất ư là dễ mục gãy, điểm thứ hai nữa là nhẹ, nhưng mà nó được một cái khuyết, nó ưu điểm là nó được chống lạnh, nó chống lạnh, nó cách nhiệt và nó chống lạnh rất là Cách tốt. nhiệt, giữ nhiệt tốt luôn. Đúng rồi, cho nên ra cái xe tải á, mà nó chạy từ trước hay là nó chạy đằng sau luôn. Còn cái nhà Việt Nam mà nó chạy không được thì bởi vì có 2 cột, mà thường người nhà nào cũng có 2 cây mà làm cái hàng rào, mà để một cái cột cái hàng rào nữa, nó đụng đó là nó văng ra rồi, bởi trong đó là bê tông cốt sắt đó, nó khác ở chỗ đó, cho nên bị nó đụng vô là dọn ra luôn. Nhiều khi tài xế chết luôn mà nhà không sao, chứ còn nhà ở Mỹ này nó chạy từ trước ra sao luôn, nó ra sao nó quẹo lại nó hỏi thăm đó chứ. Nó vậy đó, nói vậy cho mày Nó hiểu. quay lại, bố nó chạy trước đằng sau, quay lại hỏi nó qua hết chưa nữa hả? Đúng rồi. Mà đã vậy thôi mắc như quỷ, mắc như quỷ bởi xe đã vậy thôi. Rồi tao nói cho mày nghe, mày mua cái nhà được ở Mỹ à, chưa chắc là mà trả hết tiền nhà xong mày chưa chắc mày đã thoát nạn, có nghĩa là mỗi năm mày phải đóng đủ rồi, nói chung tất tần tật. Mày không đóng cái này, mày đóng tiền thuế đất rồi xong mày phải đóng tiền thuế trường học, mày phải đóng tế cầu đường, nói chung là tất tật thông bạc lắm. Đừng đừng có nói thầy ra có cái nhà bên Mỹ này chỉ có cái nước là mua xong rồi ngắm lời bán thì ok, chứ còn nhà mà để mà coi như giống như Việt Nam thì không được. Ở Việt Nam mình có thể là bố có nhà ở Việt Nam, bố biết là có nghĩa là mình mua một lần, đứng tên sổ đỏ một lần và đóng thuế một lần, và vĩnh viễn cái nhà đó bây giờ mày 5-7 năm mày không ở mày để đó cũng là cái nhà của mày,
không ai làm được gì cả. À, nhưng mà ở Mỹ thì khác. Mày mua xong rồi mày trả tiền hết nhà rồi, mày không ở, mày không có đóng thuế coi, rượu nó tịch thu cái nhà mày luôn. Chứ ừ, nó giỡn mặt. Tao nói rồi khổ lắm. Nó quải thiệt tình, nó mệt ghê. Không có, nó không có tha bất cứ một cái gì. Nó không có tha mày bất cứ một cái gì. Ở Mỹ nó có một câu rất là vui. Ở nước Mỹ thì không có cái gì mà không, ở nước Mỹ này gọi là không có cái gì gọi là free cả. Phi có nghĩa là cho, không có gì cho, miễn phí, không không có có gì không là miễn không phí có gì là miễn phí cả. Mà thấy có con mày gì Bình Bình mà Cali đồ, có nhiều nhà thằng, mèo trên. có nhiều thằng homeless á, cả năm trời chưa được ăn tô bún bò, chưa được ăn tô phở, cả năm trời gặp Đúng ăn rồi, đồ cầm tô phở rung 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 mừng. Mày nghĩ là thấy thảm không? Đó, đúng nói rồi. thành ra bị cái đó rồi, tôi nói này, nước Mỹ là thiên đường của những người có đầu óc cầu tiến, có chung là phải siêng ăn mà không có nhát làm nha, nhát làm là chết mẹ đồ má. Còn cái thứ là má dơ đồ má, cứ nghĩ là nước Mỹ là thiên đường qua đây đồ má, giống là ra đủ đó là ôm hận đó, vậy Cái thứ mà suốt ngày cầm cà đi đó biểu là chết, là chết, là chết đó. Anh không hội nhập được, anh không hòa hợp được, anh không hòa tan được là anh chết thế thôi. Có nghĩa ông gì tối hôm qua bố nói đi nhà cô thì An Viên, có nghĩa là gì mình bị văn minh theo, bị văn minh chứ không phải là được văn minh nha. Có nghĩa là tự nhiên qua bên xứ người, cái tánh người Việt Nam mình là tính phóng khoáng buông thả là quen rồi, mấy từ nhỏ tới lớn đồ ta là như tuôn hoành ngang dọc rồi, đủ đi tới đâu rồi chữ thề rồi ngồi vinh tâm kia, ngồi giống như kiểu là không qua Mỹ ví dụ đi đâu đồ vô ta đi, đi 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 chợ hay đi búa đi vô trong cái shopping của Mỹ, thấy người ta xếp hàng ta vô đồ, mình đâu có tự nhiên mình thấy mình lạc lõng ở chỗ ta xếp hàng, không lẽ mình không xếp hàng. Mình nhớ tao kể Đúng rồi. cái chuyện mình ra mình dồn qua dồn lại, mà thí dụ như mình đi tắt đi đồ thì mấy con Mỹ nó dồn mình đuổi giống vì con quái vật, tự nhiên mình thấy mình nhỏ mày mình cũng mắc cỡ vậy, mình tự động tức là mình bị văn minh theo nó, chứ thực tế trong người ta cũng bực cái đồ má đồ thứ cần phải xếp hàng đồ, từ xưa năm tám mấy là mình xếp hàng á, bực mình thấy này. Bố rồi 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 cái kiểu giống như bà Kimberly Hồ với là hoặc là bà gì luật sư chợ Trịnh Bùi Kim Thành á, tức là cũng bị văn minh, bị văn minh là cái kiểu gì là nói nửa tiếng Việt nửa nửa tiếng tiếng Anh đúng không bố, cái đó gọi là bị văn minh luôn đúng bị không, bị bị văn đúng không? minh tại vì cái bà Kim Thành là tiếng Anh bà không có biết, cho nên trả đôi lúc bà biết cái những cái chữ nào bà tức lắm, nhưng có nghĩa là bà nói nó không có hiểu, bà nói không hiểu mà bà nói vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt nó cũng không hiểu luôn buồn cười lắm. Thành ra việc cái chỗ đó ta đâu có biết nói thì buồn cười, có nghĩa là gì thì thôi kệ bỏ cái gì đi, tại vì mình nhập gia là mình phải tùy tục tùy theo cái Đúng lứa rồi. tuổi, tùy theo cái lứa tuổi cha như là bố bố qua lâu rồi, có những cái sự bố rất là chậm trên vấn đề, tại vì lớn tuổi càng lớn tuổi con phải hiểu là cái sự mà tiếp thu những cái ngôn ngữ hoặc là văn phạm là coi để đi học lại nó chậm lắm, là bởi vì nó không còn trẻ nữa cho nên vì nó chậm, nhưng ít nhất tao làm trong hãng tao vẫn biết được cái sự giao dịch trò hỏi thăm đường tất cả những cái giao dịch xã hội đơn đơn giản. Mày phải hiểu là giao dịch đơn giản là gì, có nghĩa là anh ơi anh có khỏe không, hôm nay làm cái Đúng gì, anh có mệt hay là không, anh đau bụng tiêu chảy nhất đó, nói chung là tất cả những cái gì mà sinh hoạt hàng ngày của cái công hãng, hôm nay làm việc tốt không là tôi bị cái này tôi bị trouble, nói chung là tất cả cái điều tôi biết hết. Nhưng mà nói kiểu mà cái kiểu mà ra ngoài để nói về vấn đề văn chương giống như người Việt nói chuyện với người Việt mà ở quán cà phê Việt Nam thì không được, là bởi vì mình không có rồi. đi học, nói thẳng lại vậy đó. Nhưng mà ít nhất tao nói được tất cả những cái chuyện gì nó muốn hỏi, bullet gặp tao nó hỏi mày nhà mày ở đâu các cái đủ thứ được ra tao trả lời được hết. Nhưng mà tao có một cái tánh rất ư là buồn, khi chúng ta nói chuyện với người Việt với nhau chúng ta không bao giờ đệm tiếng Anh vào, Đúng rồi. Con cũng nghĩ vậy. trừ trường hợp khi nào anh nói với người Mỹ thì anh nói tiếng Mỹ thì có chuyện đó ok, không ai móc gì cả. Cái kiểu như mình nói tiếng bồi thì ok đúng không? Tại Đúng rồi, vì tại cái vì trình độ ngoại ngữ của mình kém thì mình nói tiếng cái chuyện bồi đó ok không thì cái đó không mình có gì hiểu. không có gì xấu hổ cả, cái đó không Đúng gì xấu rồi. cả, không bình thường không gì không có cả. Chỉ ghét là những cái thằng mà đủ dở hơi cám lợn đủ nói tiếng Anh thì như cứ đủ mà thiệt mày, mà lúc nào cũng hay sổ ra nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt rồi còn mà chưa nói hết về cái vấn đề, có nhiều vấn đề đại xã hội mà vấn đề người dân, nói về cảnh sát rồi vấn đề tội phạm rồi nói chung tất tần tật, thì nó nói một cách khác là nó cai trị con người bằng đồng tiền,
và nó cai trị con người một cách rất là chỉnh chu, có nghĩa là nó kiểm soát mày, từ thậm chí ngân hàng mày có bao nhiêu tiền nó cũng biết, thật ra mày không chạy đâu cả. Ở nước Mỹ này nó kỵ nhất là để anh có tiền mặt. Khi anh mua xe, anh vô cái dealer đó, anh lấy một cọc tiền 10.000 đô, trên 10.000 đô anh vô anh đặt cọc và anh lấy cái xe ra, ví dụ vậy nha, là nó bắt mày phải có một cái bản để FBI country, có FBI mày phải khai vô đó số tiền 10.000 tiền mặt này do đâu mày có, mày phải khai ra. Mày không khai ra đủ mà nó còn bullet, nó còng đầu mày đó. Có nghĩa là sử dụng tiền mặt mà số tiền lớn ở nước Mỹ này rất là khó. Bố Bởi bố vì cho con hỏi cho bố, con hỏi bố, hồi nãy Quang Lâm, cái đoạn clip Quang Lâm mà đưa cái clip của những người bên đó lên đó, thì theo bố đó, với bên bên đó một người dân bên đó mà cái mức lương 900 đô một tháng á thì đủ sống không? không sống nổi đâu, chưa đủ trả tiền phòng sao đủ nổi nữa. Tiền phòng mà tệ, bên Cali tệ lắm, phải ngàn mấy cái phòng, cái là xe phòng là ở chung với người ta đó, chứ đừng có nói giờ mướn cái nhà, mướn cái nhà là mấy Tại ngàn vì không à. hồi nãy trong đoạn clip á là Quang Lâm đưa lên là những người bên đó họ nói về cái mức lương của ông thì đại nó úc làm ký gì đó thì nó làm nó có được cái này nè, chín chẳng chín trăm đô một qua tháng. mình sẽ hiểu một ngầm một cái điều này nè. Ở nước Mỹ này hầu như tất cả những người nào mà chung vào bộ máy chính quyền của Mỹ họ đều có mục đích hết, không có ai không có mục đích cả, không có mục đích nằm nhà đắp mình ngủ sướng hơn. Họ cố gắng họ tạo thương hiệu, họ tạo vỏ bọc qua làm thì họ có cái vấn đề mục đích đây mình không nói xấu họ, nhưng mà vì cái chỗ có chức có quyền họ sẽ làm những chuyện khác, họ có quyền À, người ta trái bể tôi nói cái sân sau không, đúng đúng rồi. Thế còn nếu 900 đô thì không là sao sống được, mày hiểu không? Mà nếu như bà không có mục đích thì họ lên họ ứng cử làm con mẹ gì, tranh giành đấu đá. đúng rồi vậy. Mình nói vậy là mình hiểu rồi, không cần gì là phải 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 nữa. Ví dụ cũng như cũng giống như có những cái nhiều, cũng giống như có những có nhà hàng họ bán rất tươi lễ, mình dòm là ế cao lắm, một ngày khoảng chừng một người người 5-7 người vô, nhưng mà họ sống hoài sống 50 năm. Ví dụ vậy, mình nhiều khi mình không để ý, nhưng mà khi mình để ý rồi thì mình sẽ thấy một cái điều lạ lùng, đúng nó bán vậy sao đóng thuế nổi ta, không phải. Nếu mày nghĩ vậy là mày tầm thường quá. Tất nhiên cái là thằng chủ nhà hàng đó nó làm một công việc gì nó khác hơn cái điều đó, và cái số tiền đó nó kiếm tiền nó giống như kiểu như là mình giảm đó, mình được kêu là rửa tiền đó, mày còn mày hiểu nó không? Những cái đồng tiền mà coi như nó kiếm mà bất hợp pháp nó sẽ bỏ vô trong cái nhà hàng đó, nó sẽ khai lại nhà hàng mày bể tôi nói không, đó là một hình thức rửa tiền. Mà giờ mà thấy đủ số nhà hàng thì bắt 7 khách, 5-7 khách ngày làm đủ làm sao mà sống. Như nhà hàng tao bảo rồi, nhà hàng tao bán rửa là tao dẹp mẹ từ lâu rồi, đủ làm sao mà đủ Đúng tiền rồi. xã hội. Nhưng mà cũng có những nhà hàng nó bán hoài và bán mấy chục năm, có nghĩa là cái nghề tay trái của nó vậy, nó bỏ ra rồi xong nó đem vô bỏ vô đây như vậy, đó là nghề rửa tiền nhiều lắm. Tao không không cần phải đi sâu đi sát về chị đó nữa, mình cũng thầm hiểu ra cái điều như vậy đó. Một cái khác chăng nữa, những người ở Việt Nam mình họ không hiểu cái thực chất của nước Mỹ là cái gì, và họ hay mơ mộng viển vông. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai nữa là những người Mỹ gốc Việt bên này mà có cái tư tưởng mà không cái thích Việt Nam mình thì họ lại không nói cái mặt trái, họ chỉ nói cái vấn đề mà nhà lầu xe hơi bà đéo phải của chả của người ta nó đủ mắt vậy đó. Cho nên vì chỗ đó Nhà nào ra sẽ hơi người nhiều Việt gói. mình rất đúng mệt lắm. Thành ra tôi nói thiệt mày, bởi thường thường ông cha ta thường thường nói câu gì đúng rồi đó, sống trong chăn ha thì mới biết cái chăn nó có rắn. Cái điều quan trọng nhất là qua cái xứ người anh phải tuân thủ luật pháp xứ người, cũng giống người khác vào nước mình phải tuân thủ nước mình tự tu luật pháp à, có như vậy thì mình mới hiểu được cái điều là ở đây cố gắng làm lụng à, nói chung là phải có một gì đó tự động vươn lên, tư vươn lên bằng cái sức của mình, chứ không có cái mà ngồi không so ăn khỏi ở thì rồi xong rồi ra ngoài đường homeless mấy hồi rồi mệt quá, như Kim Thành rồi mấy cái người đó đó thì hầu như là không có tương lai con mẹ gì cả.